Tôi xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi cập nhật tất cả những cái xe mà đã hoàn thành có quá trình làm đẹp cũng như kiểm tra chất lượng của Toyota và đang đậu phía trước cái showroom để mà chào bán nha các bạn. Thì trong cái clip này á thì mình chỉ đi sơ bộ về cái mẫu xe, cái đời xe và cái giá bán thôi. Còn về chi tiết xe thì mình không có đi cận cảnh chi tiết xe đó, mình cập nhật nhanh. Còn nếu như các bạn nào trong quá trình mà các bạn coi á mà thấy cái xe nào mà các bạn quan tâm á thì hãy gọi cho mình nói về cái xe đó, thì mình sẽ gửi một clip đầy đủ chi tiết nhất về cái xe đó cho các bạn xem nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi cập nhật cái bảng giá sơ bộ thôi để cho các bạn chúng ta nắm. Đặc biệt là các bạn nào chúng ta ở tỉnh á thì không có nhiều thời gian để mà lên để mà coi xe, thì thông qua cái clip này các bạn thấy được những cái xe mà đang được công ty chào bán, và nếu cảm thấy quan tâm đến mẫu xe nào thì gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về xe nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn cùng mình đi cái hàng đầu tiên trước đi. Đây trước tiên chính là một mẫu Toyota Yaris nha các bạn. Đây là chiếc Yaris số tự động 1.5G đời 2019. Đó, xe đi được 20.000 km rồi. Và giá chào bán cái xe này 640 nha các bạn, 640 triệu. Màu đỏ. Xe thì nước sơn zin, chưa có đồng sơn gì hết nha các bạn. Nước sơn zin 100% luôn. Rất là đẹp. 640 triệu. Mang biển số thành phố luôn nha các bạn. Rồi cái bên đó là một mẫu xe cùng phân khúc nhưng mà đến từ hãng Honda. Đó chính là Honda Jazz nha các bạn. Đời 2018. Xe này thì đi được có 12.000 km thôi, 42.000 km nha các bạn, 42.000 km. Và giá chào bán là 540 triệu, 540 triệu. Số tự động luôn. Những thuộc nằm trong phân khúc xe mà dành cho các bạn chúng ta đi gia đình. Gia đình ít người thôi, hai vợ chồng, hai đứa con. Tiết kiệm nhỏ gọn. Cái bên đó là mẫu sedan. Đây là Toyota Vios 1.5G số tự động đời 2018. Xe đi được 59.000 km rồi. Và giá chào bán là 495 triệu nha các bạn. Màu trắng rất là đẹp, rất là sang luôn. Bản G cao cấp. Bản cao cấp nhất của Vios nha các bạn. 495 triệu Vios G 2018. Một xe thích hợp để mà đi gia đình nha các bạn. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp với việc chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ đều rất là ok. Bởi Vios này thì các bạn biết rồi, rất là bền, chi phí bảo dưỡng thấp nha các bạn. Tiếp đến một mẫu xe rất là đẹp luôn, kiểu dáng rất là đẹp, đó chính là Mazda 3. Đây là Mazda 3 2016, xe đi được có 30.000 km thôi. Xe này lúc trước của cái chị chủ chị chạy bên quận 7 á, thì do nhà cũng nhiều xe quá, chị không có nhu cầu dùng nữa cho nên chị bán lại thôi. Xe thì nước sơn zin nha các bạn, rất là đẹp. Giá chào bán cái xe này là 535 triệu nha các bạn. Mazda 3 2016 chạy 30.000, 535 triệu. Đặc biệt mang biển số thành phố luôn. Rất là đẹp. Mazda thì các bạn biết rồi, kiểu dáng thì rất là đẹp. Kế bên đó chính là Toyota Corolla Altis. Bản này là bản 1.8G số tự động đời 2020. Xe đi được có 18.000 km thôi và giá chào bán là 720 triệu nha các bạn. Màu đen rất là sang. 720 triệu. Altis 1.8G 2020. Và dĩ nhiên là chiếc xe này còn bảo hành toàn quốc nha các bạn. Bất kỳ đại lý nào của Toyota. Tiếp đến cao cấp hơn, đó chính là Camry. Đây là Camry 2.5Q số tự động đời 2015. Xe đi được 83.000 km rồi. Mang biển số thành phố. Và giá chào bán cái xe này là 840 triệu nha các bạn. 840 triệu. 2015. 2.5 mạnh mẽ luôn. Hiện tại thì bên công ty mình còn hai chiếc màu vàng nữa, cũng đúng chất xe như thế này luôn. Cũng đúng giá 840 triệu luôn. Thì tùy vào các bạn, chúng ta thích màu nào thì chọn màu đó. Đây chiếc bên này, đây chiếc này là chiếc
Chiếc này là 215, cũng 215 giống chiếc đen các bạn, mà màu vàng, màu vàng nâu vàng. Đó, cho các bạn chúng ta lựa chọn, xe thì vẫn đẹp như nhau thôi. Tiếp đến là Toyota Corolla Altis bản 2.0, 6 tự động đời 2010 nha các bạn, đời 2010, chạy được 161.000 km rồi, và giá này, giá xe này là 440 triệu nha các bạn, 440 triệu. Màu đen rất là đẹp luôn, nhỏ gọn mạnh mẽ cho các bạn chúng ta đi gia đình nha. Và tiếp tục đó chính là một mẫu xe, gầm cao, đó chính là Fortuner máy dầu số sàn đời 2019. Xe này là nhập khẩu nha các bạn, nhập khẩu, chạy được có 26.000 km thôi, và giá chào bán là 945 triệu, máy dầu số sàn 2019, dĩ nhiên là còn bảo hành nha các bạn, nhập khẩu 945 triệu thôi. Màu xám rất là mang một cái màu gia đình luôn. Tiếp đến là một chiếc xe, cỏ, đó là Ford Escape 2.3 số tự động đời 2013, xe đi được 90.000 km rồi, và giá chào bán là 390 triệu nha các bạn, 390 triệu. Ford Escape 2013 số tự động, chỉ 390 triệu là chúng ta đã có được một chiếc xe để mà đi tới đi lui rồi, che nắng che mưa rồi máy lạnh mát rượi. Vâng, tiếp đến là chiếc xe Toyota Avanza số tự động đời 2019, xe đi được 65.000 km nha các bạn, và giá chào bán là 530 triệu, 530 triệu. Avanza 7 chỗ số tự động nhập khẩu, màu trắng rất là đẹp luôn. Rồi, để mình đi ra phía sau, mình cập nhật những cái xe phía sau nha các bạn. Đây, chiếc này là chiếc Toyota Wigo số tự động đời 2019. Để mình coi 2019 hay 2020 nha. Xe này mới đem ra, chưa biết rồi. Còn 2019 nha các bạn, Toyota Wigo số tự động đời 2019. Mang biển số tỉnh Bình Dương, xe chạy được có 25.000 km thôi, và giá chào bán cái xe này là, để mình coi gọi là thông tin trên cái bảng nha các bạn, 360 triệu, 360 triệu cho mẫu Toyota Wigo số tự động 2019, chạy 25.000 km còn bảo hành, nhỏ gọn, nằm trong những cái xe mà thích hợp để các bạn ta đi vòng vòng cho thành phố, di chuyển những cái cung đường ngắn, hoặc là đưa rước con đi học gì đó, tại vì nhỏ gọn nên di chuyển cho thành phố rất là dễ nha các bạn, ghe vô cũng dễ nữa. 360 triệu thôi. Rồi, tiếp đến một mẫu xe Fortuner, 2 cầu, máy dầu 2 cầu số động đời 2021. Xe này thì vì nhiều lý do mà có thể là do biển số, cũng thể do màu mà chủ trước đã mua nhưng mà chưa lấy xe, chưa nhận xe, nhưng mà bán lại nha các bạn, chưa lăn bánh luôn, và giá chào bán xe này 1 tỷ 458 triệu, 1 tỷ 458 triệu, và dĩ nhiên là xe này còn bảo hành 3 năm nè, đời 2021 mà, đầy đủ phụ kiện trên xe, ra biển số nha các bạn, biển số thành phố mình công khai biển số cho bạn thấy luôn, 51H86343. Có thể là chủ trước không thích cái biển số, cũng vì nhiều lý do mà không biết sao mà mua rồi nhưng mà không nhận xe mà quyết định bán lại, thì cái đó là mình không nắm rõ lắm. Thì nếu như các bạn yêu thích thì có thể lựa chọn cái xe này, chúng ta tiết kiệm được gần 100 triệu so với việc chúng ta chọn xe mới, và đặc biệt là chúng ta nhận xe ngay luôn. Còn xe mới thì các bạn mua xe này thì chúng ta phải chờ khoảng tháng 7 tháng 8 mới có xe vào nha các bạn. Như mới rồi, xe này là giống xe mới, tại vì chưa dùng mà, 2021. Bài tiếp đến là Toyota Innova số sàn đời 2018, xe đi được 88.000 km rồi, và giá chào bán là 610 triệu,
610 triệu Innova 2018 số xe. Và 4 lớp thay lớp mới. Mới còn nha các bạn. Màu đồng bánh kim. Thích hợp cho các bạn là chúng ta có ý định mua xe 8 chỗ rộng rãi để mà chạy kinh doanh như dịch vụ. Đó rất ok. Vì cái xe Innova được cái tiết kiệm nhiên liệu và cái độ bền cao các bạn. Thì cái chi phí nuôi xe nó cũng thấp nữa, thấp hơn so với những cái khác, mà cái giá trị kinh tế mà nó mang lại rất là cao. Số sàn 2018 610 triệu. Đây, tiếp đến là chiếc Altis 2.0 số tự động đời 2017, xe màu đen rất là đẹp. Đi được có 40.000 km thôi. Và giá chào bán là 710 triệu nha các bạn. 2.0 nha chứ không phải 1.8. 710 triệu, màu đen. Xe thì nước sơn zin từ đầu tới đuôi, chưa có làm đồng sơn lại nha các bạn. Chủ chạy rất là kỹ. 710 triệu. Altis 2.0. Màu đen. Rồi, tiếp đến đây là Fortuner máy dầu số sàn 2016. Xe này vừa được công ty mình bán rồi. Tuy nhiên bên công ty mình còn một chiếc màu xám nữa nha các bạn. Cũng giống như xe này luôn mà giá nó rẻ hơn. 720 triệu thôi. Đó, còn một chiếc màu xám nữa giống cái xe này. Cũng chạy 78.000 gì đó. Nhưng mà vấn đề là cái màu xám. Thì đối với cái màu xám thì ít người dùng cho nên là giá nó rẻ hơn so với màu bạc nha các bạn. 720 triệu. Còn xe này thì 740 bán rồi. Chiếc này Innova cũng bán rồi nha các bạn. Tiếp đến là một chiếc Fortuner máy dầu số tự động nhập khẩu đời 2018. Chạy được 59.000 km và giá là 970 triệu. 970 triệu nha các bạn. Fortuner máy dầu số tự động nhập khẩu. Màu nâu đỏ, nâu đất á. Xe thì được trang bị phụ kiện khoảng 50 triệu. Chủ trước trang bị lên có đầy đủ luôn, có camera 360 luôn nha các bạn. Khoảng 50 triệu tiền phụ kiện á. Thì tất cả mọi thứ bên công ty mình sẽ giữ lại để giao cho các bạn nếu các bạn mua xe này. 970 triệu. Đây là Innova, bên công ty mình cũng bán rồi. Cuối cùng. Đây là Innova số sàn đời 2018 màu bạc. Chạy được 95.000 km ra và giá là 610 triệu, giống chiếc màu đồng bên kia lúc nãy nha các bạn. 610 triệu. 2018. Thì ngoài ra thì công ty mình còn rất là nhiều chiếc Camry, Innova và Fortuner đang trong quá trình làm đẹp và chuẩn bị chào bán trong khoảng 3 đến 4 ngày nữa. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang tìm xe á, nếu quan tâm mẫu xe nào thì hãy gọi cho mình. Thì mình sẽ cung cấp những cái mẫu xe mà các bạn vừa ý các bạn để các bạn chúng ta tham khảo. Nếu được thì mình sẽ hỗ trợ các bạn xem xe lấy thử để cảm nhận. Còn những cái thủ tục mua bán thì bên công ty mình sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho các bạn, đặc biệt các bạn chúng ta ở tỉnh. Vâng, mình đã cập nhật cái bãi xe, cái bảng giá xe qua sử dụng của công ty. Thì nếu như các bạn nào chúng ta coi clip á mà thấy quan tâm mua xe nào thì gọi cho mình nha. Mình sẽ tư vấn các bạn trước, sau đó các bạn hãy lên coi xe để đỡ tốn thời gian nha các bạn. Vâng, mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip cập nhật bảng giá xe của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.